Lũ thần lằn gai, số thức ăn này là của bọn ta phát hiện ra trước. Các ngươi đừng hòng giành lấy, mau cút chỗ khác đi. Đây là ranh giới trung lập, thức ăn thì thuộc về kẻ mạnh, kẻ yếu thì sẽ phải chết đói. Các ngươi nhắm có giành lại bọn ta không? Cái gì chứ? Các ngươi định gây chiến à? Được, bọn ta không sợ đâu. Các ngươi dù to lớn hơn, nhưng các ngươi thử đụng qua bọn ta xem thử, coi ai chảy máu bét liền. Lũ nhãi mép, các ngươi thách bọn ta à? Được, vậy hôm nay loại thằng lằn gai của bọn ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh. Tiến lên nào anh em, giết sạch bọn chúng, lấy hết số thức ăn này. Không hay rồi, mau về bảo đại vương trả thù cho chúng tôi. Các con có biết không, trước kia ta cũng như các con vậy, nhỏ bé, nhưng ta đã vượt muôn ngàn đau khổ lên trên tận núi cao để bái sư học đạo. Ta học được phép tiên nên bây giờ mới lợi hại làm vua cả một vùng của thế giới thằn lằn này đây. Đại vương, đại vương, hãy báo thù cho chúng con, hãy báo thù cho chúng con. Hả? Có chuyện gì vậy? Sao la sầm hết? Không phải ngươi cùng với các đồng đội khác đang đi kiếm thức ăn à? Chúng con tìm được rất nhiều quả trái cây, đang định lấy bọn chúng về thì đột nhiên lũ thằn lằn gai xuất hiện. Bọn chúng ỉ to lớn và đông, liền tấn công và giết chết sạch đội quân của chúng ta. Cái gì chứ? Còn may mắn thoát chết được, chạy về đây báo cáo với ngài. Xin ngài hãy lấy lại công bằng cho chúng con. Khốn kiếp, khốn kiếp, lũ thằn lằn gai, bọn chúng to gan dám tới lãnh địa của ta làm loạn à? Giờ bọn chúng đang ở đâu? Bọn chúng đang ở ranh giới trung lập, cướp hết tất cả những quả trái cây mà chúng con lấy được. Đây rồi, lũ khốn kiếp, các người dám đụng tới con cháu của ta thì hôm nay ta sẽ cho các người mãi mãi chết tại đây, không có đường quay về. Nhìn kìa, là tên chúa tể của lũ thằn lằn bay. Mau chạy thôi. Chết đi, lũ khốn kiếp, đừng thấy con cháu ta hiền mà dám ăn hiếp. Hôm nay ta bắt loài của các ngươi phải trả gấp 10 lần. Ta giết các ngươi xong, giết sạch con cháu vợ con của các ngươi, loài thằn lằn gai của các ngươi, ta sẽ hủy diệt hết. Không hay rồi, tên chúa tể của lũ thằn lằn bay đã tràn qua lãnh địa của chúng ta, giết rất nhiều anh em của chúng ta. Mau, cầu cứu đại vương của chúng ta, cầu cứu đại vương thằn lằn gai. Chết đi, các ngươi có la 100, 1000 lần cũng không ai cứu các ngươi nổi đâu. Cái gì? Tình đại vương khốn kiếp của các ngươi à? Được, ta sẽ gặp hắn, lấy luôn cái mạng của hắn, để hắn không bao che các ngươi làm càn. Đây, chúa tể thằn lằn bay, hãy dừng lại đi. Tại sao ngươi lại tàn sát con cháu của ta đến tận nơi đây? Ta đến đây rồi mà ngươi còn hỏi tại sao à? Đúng là một tên chúa tể có mắt mà cũng như mù. Hèn chi đám thuộc hạ của ngươi lại lộng hành, dám giết chết con cháu của ta. Bình tĩnh đi, ta cai quản một phương, ngươi cai quản một hướng. Con cháu của chúng ta xích mích đụng chạm đó là chuyện bình thường. Tại sao ngươi lại ra tay độc ác đến như thế? Ngươi bảo ta độc ác à? Ta chỉ muốn cho con cháu của ngươi nếm lấy nỗi đau của cái chết khi bọn chúng dám thực hiện lên người của con cháu ta mà thôi. Khổ kiếp, chúa tể thằn lằn bay, ta nhịn ngươi nãy giờ rồi đó. Ta chỉ muốn hai loại sống trong hòa bình mà ngươi cứ muốn ép ta. Ta ép ngươi à? Nếu ngươi không biết quản con cháu của mình thì ta mắc mới gì phải đụng chạm tới ngươi. Khốn kiếp, hôm nay ta bắt ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này. Được, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác với ngươi. Dài. Mình còn sống. Khốn kiếp, tịch chúa tể thằn lằn gai, ngươi tha ta một mạng. Ta không những không cảm kích ngươi mà ta còn quyết báo thù ngươi. Không được, bây giờ mình không thể nào quay về hang ổ của mình được. Nếu vậy thì sẽ mất mặt với con cháu lắm. Đúng rồi, đại sư huynh của mình, anh ấy là chúa tể của loài thằn lằn cái sâu, phải cầu cứu sự giúp đỡ của anh ấy. Nhìn kìa, có kẻ lạ mặt tới thế giới thằn lằn cái sâu của chúng ta. Này, mau đứng lại, ngươi không được phép vào trong. Khoan, ta tới đây không phải là để gây chiến. Ta
Ta chỉ muốn tìm chúa tể của các ngươi, thằng lằn cá sấu mà thôi. Ta là chúa tể của loài thằn lằn bay. Ta và đại vương các ngươi từng học chung một sư phụ, là anh em kết nghĩa với nhau. Mặc kệ ngươi chứ. Nhưng mà đại vương ta có lệnh không cho bất cứ kẻ lạ nào vào bên trong. Ý, cái lũ khốn kiếp đây. Thuộc hạ của ta có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hả? Đại sư huynh, là để đi. Ồ, thì ra là chúa tể của loài thằn lằn bay huynh đệ kết nghĩa với ta. Nào, con cháu hãy cho để ấy vào trong, để chúng ta tương phùng. Lâu quá rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Hả? Hay quá, hay quá. Đại ca, đại ca, làm ơn giúp đỡ đệ, giúp đỡ đệ. Kể từ ngày học chung phép thuật một thầy tới bây giờ, đệ mới đến đây tìm ta, bộ có chuyện gì xảy ra? Đại ca, hãy lấy lại công bằng cho đệ. Tình chúa tể rồng gai che chở cho con cháu của hắn làm điều xăm bậy, giết chết con cháu của đệ, rồi sau đó còn định lấy mạng của đệ nữa. Đệ may mắn thoát chết được, tới đây cầu cứu đại. Chúa tể rồng gai à, hắn cũng không hề đơn giản đâu. Mặc dù hắn với chúng ta không chung sư phụ, nhưng có chung một sư tổ. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, họ giải làm lành đi, quay về lãnh địa của mình, sống yên bình đi sư đệ. Đại sư huynh, không lẽ đại sư huynh thấy đệ bị ức hiếp, mém nữa mất đi tính mạng, mà ngó mặt làm lơ như vậy hay sao? Đại sư huynh còn nhớ chuyện năm xưa không? Lúc còn học phép thuật chung, đại sư huynh đã lỡ tay giết chết một tinh linh. Đệ đã liều mạng nhận thay chuyện đó cho đại sư huynh, kết quả bị sư phụ trục xuất khỏi núi. Thôi được rồi, ngươi đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa. Coi như lần này ta giúp ngươi lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Ngươi mau dẫn đường tới chỗ của tên thằn lằn cái đó đi. Ta sẽ giúp ngươi dạy cho hắn một bài học. À, hay quá, hay quá. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Hai anh em chúng ta hợp sức, chắc chắn tình khốn kiếp đó sẽ không còn sống trên đời này nữa. Đây, sư đệ, bình tĩnh lại đi. Ta chỉ giúp đệ đánh bại hắn, dạy cho hắn một bài học thôi. Chúng ta không nên diệt trừ hắn, bởi vì hắn cũng là loài thằn lằn giống chúng ta. Sao để lên nhẫn tâm như vậy chứ? Thôi được rồi, nhanh chóng lên đường nào. Cũng được, chỉ cần huynh giúp đệ đánh bại hắn, còn mạng sống hắn hãy để đệ tự ra tay. Phía trước thôi, phía trước thôi. Hả? Sao lại xuất hiện nhiều thứ thằn lằn kỳ quái thế này? Rõ ràng đã giết hết con cháu của thứ thằn lằn gai đó rồi mà. Sư đệ, khoan đã. Dường như đây là thuộc hạ của tên thằn lằn băng thì phải. Bọn chúng cư ngụ ở phía bắc của thế giới thằn lằn, cùng với chúa tể của bọn chúng. Sao bọn chúng lại tới nơi này chứ? Không lẽ chúa tể của bọn chúng dắt bọn chúng tới đây? Để mặc kệ, lũ thằn lằn này dám cản đường để đi báo thù, để cũng sẽ giết sạch lại. Sư đệ, ta nhớ ra rồi. Tinh thần lằn gai và tinh thần lằn băng là sư huynh đệ với nhau, cũng giống như chúng ta. Tinh thần lằn băng không lẽ tới đây để giúp hắn? Khốn kiếp, chúa tể thằn lằn bay, ta đã tha mạng cho ngươi, không lấy cái mạng chó của ngươi, vậy mà ngươi tới đây náo loạn lãnh địa của ta một lần nữa. Ngươi tha mạng cho ta, ta khinh. Lần này ta kêu đại sư huynh của ta là thằn lằn cá sấu tới đây, chắc chắn sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Còn tên thằn lằn băng đứng bên cạnh kia, không phải chuyện của ngươi. Ngươi mau cút chỗ khác, đừng xí vào. Chết tiệt, đó là chúa tể thằn lằn băng, đại sư huynh của ta. Đại sư huynh, mau giúp đệ một tay, diệt trừ hai tên khốn kiếp này luôn, cho bọn chúng biết được thế giới thằn lằn không chỉ bọn chúng là những con thằn lằn có phép thuật, mà chúng ta cũng vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì bọn chúng. Chúa tể thằn lằn cai, chúa tể thằn lằn băng, hôm nay ta được diễn kiến và đấu sinh tử với hai người, để xem thử phép thuật mà sư phụ bọn ta đã truyền cho bọn ta lợi hại hơn hay sư phụ của bọn ngươi lợi hại hơn. Đại ca, đừng nương tay với bọn chúng nữa, hãy thẳng tay sử dụng phép thuật mạnh nhất giết chết bọn chúng. Hai tên xuất sinh này hội đồng chúng ta, phải cho bọn chúng biết chúng ta lợi hại và mạnh mẽ như thế nào. Chúa tể thằn lằn bay, thằn lằn cái sâu, hai người muốn chết, ta sẽ cho các người chết chung. Được, vậy thì hai ta cùng với hai người, bốn thằng lằn chúng ta cùng chết. Chết tiệt. Khoan, dừng lại.
Hai tên thằng lằn gây chuyện đó đã chết rồi. Ta với ngươi không hận thù gì, chú tể thằng lằn băng, tại sao chúng ta lại tiếp tục đối đầu chứ? Ngươi nói cũng có lý. Bọn chúng hận thù, nhưng chúng ta thì không. Thôi được rồi, thế giới thằng lằn kể từ nay chúng ta chia đôi, mạnh ai đấy giữ, không xâm phạm lẫn nhau. Được, được, ta đồng ý giảng hòa với ngươi. Từ nay, nước sống không phạm nước giếng.